Xin chào, năm nào em đã quay trở lại với channel Phonny Phi. Có thể nói rằng, cùng với sức mạnh trái quỷ thì Haki là một khái niệm rất phổ biến trong anime. Nó rộng rãi hơn lục thức rất nhiều. Ngoại trừ Haki Bá Vương chưa được Oda tiết lộ nhiều về sức mạnh thật sự khủng khiếp như thế nào, thì chúng ta đã biết Haki vũ trang có tới 3 cấp độ. Đó là cấp độ cơ bản, cấp cao cấp độ đầu tiên, hay ở Wano Quốc còn gọi là Rio, và Haki vũ trang cấp cao cấp độ cao nhất đã thương đối thủ trực tiếp từ bên trong. Vậy còn Haki quan sát thì sao? Con voi này sẽ tấn công ta từ phía phải. Khả năng cảm nhận cử động của đối thủ có thể mạnh hơn như thế. Đây là Haki với sắc màu của sự quan sát. Nếu khả năng này được tăng cường thì mọi đối thủ dù ở vị trí khó mà đoán được với mắt thường thì ta vẫn có thể phát hiện được. Số lượng, kể cả những gì chúng sẽ làm sau đó, tất cả đều có thể xác định được. Ở đảo trên trời Skypiea được gọi là Mantra. Đó là những gì vua bóng tối Silver Ray đã nói với Luffy ở chapter 597 trước đó. Và đây cũng được xem là cái cách mà Haki quan sát trong anime được định nghĩa. Haki quan sát có những cấp độ nào? Và với những thông tin đã được tiết lộ tới chapter 986 này, bạn đã hiểu rõ về Haki quan sát chưa? Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu tất tần tật về Haki quan sát trong anime. Lần đầu tiên Haki quan sát được đề cập tới trong anime là ở chapter 246 dưới tên gọi là Mantra, khi Satori, một thầy tu, sử dụng nó để chiến đấu với Luffy, Sanji và Usopp. Và đảo trên trời Skypiea, Aisa là người thuộc chủng tộc Sandia duy nhất được biết tới là có khả năng này. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng khi cô giúp Luffy định vị Ino. Mantra có sức mạnh thay đổi tùy thuộc vào người sử dụng, và Ino dường như là nhân vật có thể sử dụng Mantra với phạm vi lớn nhất. Ino làm được điều đó là nhờ vào trái quỷ hệ Logia, trái sấm sét Goronomy của mình. Ino có thể bắt sóng điện từ trong không khí, cho phép hắn ta nghe lỏm tất cả các cuộc nói chuyện và mọi thứ xung quanh. Chính trái quỷ này đã mở rộng phạm vi sử dụng Mantra của Ino ra toàn bộ hòn đảo Skypiea. Đó là sự khác biệt giữa Ino với các thầy tu như Satori, chỉ có thể theo dõi người khác trong phạm vi gần. Haki vũ trang thì cường hóa màu đen, Haki bá vương thì có những đường gần sóng xung kích, còn Haki quan sát không giống như vậy, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào nhận biết bằng mắt thường là người dùng đang sử dụng nó cả. Và theo Charlotte Katakuri thì Haki quan sát hoạt động tốt nhất là khi người dùng trong trạng thái bình tĩnh, tập trung cao độ. Không giống như Haki bá vương, một người có thể sở hữu Haki vũ trang và Haki quan sát thông qua tập luyện, và muốn sử dụng thuần thục, điêu luyện và mạnh hơn nữa thì chỉ cần tập luyện nhiều hơn. Và với những thông tin mà Oda đã tiết lộ với chúng ta tới chapter 986 này, Haki quan sát có thể được chia thành hai cấp độ, đó là Haki quan sát cấp độ cơ bản và Haki quan sát cấp cao. Đầu tiên, chúng ta nói về Haki quan sát cấp độ cơ bản. Và theo như những gì Rayleigh đã giải thích với Luffy, thì chúng ta có thể nói rằng Haki quan sát cấp độ cơ bản có 4 kỹ thuật chính: cảm nhận sự hiện diện, cảm nhận sức mạnh, cảm nhận cảm xúc và cảm nhận ý định của người khác. Kỹ thuật đầu tiên, cảm nhận sự hiện diện. Cách sử dụng phổ biến nhất của kỹ thuật này là cho phép người dùng Haki quan sát cảm nhận sự hiện diện của người khác thông qua ánh hào quang. Giống như Rayleigh đã giải thích, khi làm chủ được hoàn toàn kỹ thuật này, nó cho phép người dùng có thể nhìn thấy người khác ngay cả khi họ bị che khuất bởi các vật cản hoặc quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường một cách tự nhiên. Và điều này tùy thuộc vào Haki của bạn mạnh hay yếu, thuần thục hay chưa để có thể phát hiện được ai đang nấp, ai đang hiện diện trong một bán kính cụ thể. Và độ rộng của bán kính này cũng tùy thuộc vào mức độ thuần thục Haki quan sát của bạn là như thế nào. Khi nhìn theo cách này, người dùng Haki quan sát không thể nhìn thấy đặc điểm cụ thể của một người như mắt một mí, hai mí, mũi cao, mũi tịt hay như thế nào, mà chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang xung quanh của người đó. Và ví dụ kinh điển nhất cho điều này chính là Usopp ở Dressrosa. So với Luffy, Zoro hay cả với Sanji, trong thời gian 2 năm time skip, Usopp không có người huấn luyện chỉ dạy, cậu phải tự mình chiến đấu để sinh tồn, để mạnh lên. Vậy nên tới tận arc Dressrosa, Usopp mới tự thân vận động khai phá sức mạnh Haki quan sát tiềm ẩn bên trong con người mình. Ở chapter 758 trước đó, khoảng cách từ vị trí mà Usopp đang nhắm bắn tới chỗ lâu đài mà Luffy lo cùng với Sugar đang đứng là rất xa. Theo như lời của Kinyamon thì, xa thế này làm sao cậu bắn tới, chuyện này là bất khả thi rồi. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy cung điện, còn cái địch lại ở sau cả tường thành, chúng ta rơi vào điểm mù rồi. Mục tiêu nằm phía sau bức tường, nếu mình bắn hụt Luffy sẽ biến mất. Này Luffy, nếu không có cậu thì đối với tớ đại dương là vô nghĩa. Ai sẽ cứu lấy vương quốc này? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Usopp ngay lúc đó, và chính sự lo lắng cho Luffy này đã giúp cho Usopp khai phá sức mạnh Haki quan sát của mình, kỹ thuật cảm nhận sự hiện diện bằng ánh hào quang. Usopp đã có thể nhìn thấy ánh hào quang của Luffy, Law và Sugar. Dù còn cả một chặng đường dài để Usopp có thể sử dụng thuần thục và mạnh hơn nữa với Haki quan sát của mình, nhưng chính khoảnh khắc này đã đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử trong việc phát triển sức mạnh của Usopp, xạ thủ bằng Murom. Hay thêm một ví dụ nữa về kỹ thuật cảm nhận sự hiện diện của Haki quan sát, đó chính là Đô đốc Fujitora. Bằng Haki quan sát thượng thừa của mình, Đô đốc Fujitora đã nhìn thấy trước được sự hiện diện của rất nhiều người dân Dressrosa đang đuổi theo Luffy bằng ánh hào quang của họ. Hay với Mantra của mình, Aisa có thể cảm nhận được rằng sự hiện diện của mọi người từ từ biến mất từng người một. Có một trường hợp đặc biệt duy nhất ở đảo trên trời Skypiea, khi Luffy và Aisa bị nuốt bởi con trang khổng lồ Nola, Ino đã không thể cảm nhận được sự hiện diện của hai người này. Ino cho rằng chỉ có 5 người sống sót, tính luôn cả hắn ta là 6 người. Chỉ tới khi Luffy và Aisa thoát ra ngoài thì Ino mới cảm nhận được sự hiện diện của họ. Và cũng tương tự như vậy, lúc ở trong bụng con trang Nola, cô bé Aisa cũng không thể cảm nhận được rằng trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào bằng Mantra của mình. Chỉ tới khi ra ngoài thì cô bé mới biết và dẫn Luffy tới chỗ Ino. Điều này có nghĩa người sử dụng Mantra đảo Skypiea, kể cả Ino, chỉ có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn hơn mà không thể cảm nhận được nguồn năng lượng nhỏ hơn bên trong đó. Còn với những nhân vật tầm cỡ như Đô đốc Fujitora hay vua bóng tối Silver Ray thì tôi không biết như thế nào, có thể cảm nhận được cả con trang Nola cùng với Luffy trong đó chăng? Kỹ thuật thứ hai, cảm nhận sức mạnh.
Với kỹ thuật này của Haki quan sát, cho phép người dùng có thể đo lường sức mạnh của những người mà họ cảm nhận được. Kỹ thuật cảm nhận sức mạnh này của Haki quan sát rất hữu ích trong việc tìm kiếm hào quang mạnh mẽ xung quanh. Ví dụ điển hình nhất chính là Sanji lúc ở Đao Dâu. Khi Sanji cùng với Brook, Chopper, Nami bị giam bên trong lâu đài của BG, bằng Haki quan sát của mình, Sanji cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn phía bên ngoài kia đang tiếp cận BG. Đó có thể là tộc Minh, nên đã quyết định đẩy Brook, Chopper, Nami ra khỏi lâu đài BG. Tôi cảm nhận được một nguồn lực mạnh mẽ ngoài kia, có thể là người Minh đấy. Và nguồn sức mạnh to lớn mà Sanji cảm nhận được bằng Haki của mình không ai khác chính là vua mèo Nekomamushi. Điều này có nghĩa, thông qua kỹ thuật cảm nhận sức mạnh của Haki quan sát, người dùng có thể dễ dàng xác định được vị trí của những đồng minh mạnh mẽ và né tránh những kẻ thù hùng mạnh. Và chính Rayleigh là người đầu tiên sử dụng kỹ thuật này để cảm nhận rằng có hơn 500 sinh vật trên hòn đảo Rusukena mạnh hơn Luffy ở thời điểm đó. Hay sau đó Rayleigh đã cảm nhận được rằng sức mạnh của Luffy đã tăng cường đáng kể sau 2 năm tập luyện. Một ví dụ khác là khi Kobe lần đầu gặp Kirot đang trên đường tới dự hội nghị Reverie, cậu ta có thể cảm nhận ngay lập tức rằng Kirot rất mạnh. Và người huấn luyện Haki hay lục thức cho Kobe không ai khác chính là Fordrock Gap, nhân vật yêu thích nhất của tôi. Hay mới đây nhất ở Wano Quốc này, chỉ sau một vài đòn đánh với Luffy, Yamato đã cảm nhận được rằng Luffy rất mạnh mà còn chưa đánh nghiêm túc nữa. Kỹ thuật thứ 3, cảm nhận cảm xúc. Với biến thể này của Haki quan sát, cho phép người dùng cảm nhận và đồng cảm với cảm xúc bản chất của người khác. Trong phần hồi tưởng của ác đảo người cá, chúng ta có thể thấy hoàng hậu Otohime bằng Haki quan sát của mình đã cảm nhận được những nỗi thống khổ mà tên cướp đang phải chịu đựng. Hoàng hậu Otohime đồng cảm với điều đó, bà đã khóc. Ta thật sự rất buồn, chúng ta đây sống trong cùng một vương quốc, nhưng ta lại không thể đồng cảm với anh. Nỗi đau đớn xuất phát từ con tim của anh đâm thấu trái tim của ta. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều và hoàn cảnh của anh cũng thật đáng thương. Cùng với Haki quan sát của mình, hoàng hậu Otohime cũng đã nghe được tiếng thét phát ra từ trái tim của nhà thám hiểm Fisher Tiger, là một cựu nô lệ và cũng là một người giải phóng nô lệ. Và hoàng hậu Otohime đã khóc khi cảm nhận được những điều khủng khiếp mà Fisher Tiger đã trải qua. Một ví dụ khác là ở đảo trên trời Skypiea, Aisa cũng đã cảm nhận được bản chất hung hăng của Viper bằng mantra của mình. Hay Kobe ở Marineford là một ví dụ tốt nhất cho kỹ thuật cảm nhận cảm xúc này. Trong đầu Kobe vang lên từng giọng nói sau đó biến mất. Đó là những giọng nói của các hải tặc, của những hải quân bị thương và chuẩn bị chết. Và cảm xúc của Kobe đã bị chi phối theo điều đó. Và đó cũng chính là khoảnh khắc Kobe khai phá sức mạnh Haki quan sát của mình. Ngoài ra, ở Dressrosa, khi những người dân đang cố gắng chạy ra bến cảng nhằm bảo vệ bang Murom, Doroth Fujitora đã cảm nhận được rằng họ chẳng hề có chút giận dữ nào cả. Từ những điều này có thể thấy, những người có thể cảm nhận cảm xúc của người khác bằng Haki quan sát, họ trở nên dễ bị tổn thương một cách thụ động với những cảm giác tiêu cực của người khác. Và đó chính là những trải nghiệm đau đớn cho người dùng Haki quan sát. Và thêm một ví dụ nữa là khi đang đấu với Katakuri, Luffy nhớ tới sư phụ của mình, nhớ tới khoảng thời gian tập luyện. Cậu đạp đổ bữa tối của Rayleigh và sư phụ của mình tặng lại cho Luffy một lọt cậy bọc Haki. Luffy thấy đau và cảm nhận được sự giận dữ của Rayleigh. Và Rayleigh nói rằng đó là một phần của Haki quan sát. Rayleigh cũng nhận định rằng trong tất cả các biến thể kỹ thuật của Haki quan sát thì Luffy nhạy cảm hơn trong việc cảm nhận cảm xúc của các sinh vật khác. Nhưng có vẻ Luffy chưa nhận ra điều đó. Đó chính là nền tảng cho khả năng tiên đoán trước các đòn tấn công của đối thủ, thấu thị được một chút tương lai, hay còn biết tới là Haki quan sát cấp cao. Tuy nhiên đối với những người có khả năng kiểm soát cảm xúc hay khả năng diễn xuất tốt giống như Budin hay Kanjuro, vẫn có thể đánh lừa được những người sử dụng Haki quan sát cấp cao thuần thục giống như Sanji hay Chiến Bào Kim Đỏ. Kỹ thuật thứ 4, cảm nhận ý định. Đây là một biến thể khác của Haki quan sát, cho phép người dùng cảm nhận được ý định hành động của người khác trong tương lai gần. Tuy nhiên chúng ta không nên nhầm lẫn giữa kỹ thuật cảm nhận ý định này với việc nhìn thấy trước tương lai của Haki quan sát cấp cao. Điều đó đòi hỏi một mức độ hoàn thiện kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Và biến thể cảm nhận ý định của Haki quan sát này cực kỳ hữu ích trong các trận chiến. Vì người dùng tùy thuộc vào mức độ sử dụng thuần thục có thể dễ dàng dự đoán được các đường tấn công của kẻ địch để né hoặc là tấn công lại. Ví dụ như sau 2 năm time skip lúc ở quần đảo Sabaody, Luffy dễ dàng cảm nhận và né các đòn tấn công bằng laser của người máy sinh học Pacifista. Nói nôm na, các trận chiến giữa những người dùng Haki với nhau thì biến thể của Haki quan sát được những nhân vật này sử dụng đa phần là cảm nhận ý định, nhằm để cảm nhận các đòn tấn công của đối thủ. Những kẻ địch có sát khí càng cao thì người dùng càng dễ dàng nhận biết hướng các đòn tấn công. Tuy nhiên, việc cảm nhận ý định tấn công của đối thủ bằng Haki quan sát chỉ có thể áp dụng cho các đòn tấn công có chủ đích, có ý chí. Còn những đòn tấn công trong vô thức một cách ngẫu nhiên thì không thể dự đoán được. Ví dụ điển hình nhất cho điều này chính là trận chiến giữa Luffy với Ino ở đảo trên trời Skypiea. Khi Luffy ngưng suy nghĩ, mantra của Ino không có tác dụng. Những đòn tấn công của Ino đều bị Luffy né tránh theo phản xạ tự nhiên. Nhưng vì không suy nghĩ, Luffy cũng không thể tấn công lại được Ino. Sau đó Luffy có một ý tưởng táo bạo dùng để tấn công lại Ino. Luffy đấm vào con tàu Maxim. Những đòn đánh của Luffy từ tường bật ra một cách ngẫu nhiên. Những đòn tấn công đó không mang ý chí của Luffy, nên mantra của Ino vì thế cũng không có tác dụng. Bởi vậy mới nói bình thường thì rất khù khờ, nhưng Luffy là một thiên tài trong chiến đấu. Tuy nhiên, những người dùng biến thể cảm nhận ý định tấn công của Haki quan sát này vẫn có thể bị đánh trúng cho dù cảm nhận được đòn tấn công đó, nếu tốc độ ra đòn của kẻ địch là quá nhanh, không thể né kịp. Ví dụ điển hình là trận chiến giữa Luffy với Boa Sandesonia ở Amazon Lily. Dù cô đã sử dụng Haki quan sát để đọc được tất cả chuyển động của Luffy, nhưng tốc độ ra đòn của Luffy trong trạng thái Rihai là quá nhanh, nên cô vẫn bị dính đòn như thường. Những gì tôi vừa nói là tất cả các biến thể của Haki quan sát cấp độ cơ bản và các ví dụ để bạn dễ hình dung. Còn giờ chúng ta tiếp tục với phần còn lại của Haki quan sát, chính là Haki quan sát cấp cao. Khác với Haki vũ trang cấp cao có tới 2 cấp độ. Cấp độ đầu tiên ở Wano Quốc còn gọi là Rio, đó là một lớp giáp vô hình bao quanh cơ thể. Và Haki vũ trang cấp cao đã thương đối thủ trực tiếp từ bên trong.
thì cho tới lúc này chúng ta chỉ biết rằng Haki quan sát cấp cao chỉ có một cấp độ duy nhất, đó là nhìn trước được tương lai gần. Nếu được đào tạo một cách bài bản hoặc tập luyện đúng cách, những người dùng Haki quan sát thuần thục nhận nhuyễn như Katakuri hay Luffy có thể thấy được một khoảng thời gian ngắn trong tương lai. Trong lần đầu tiên xuất hiện ở chapter 860, Katakuri đã nhìn thấy trước hành động của tên khách mời và thủ tiêu hắn ta. Katakuri cũng thấy trước được những lời mà Bege sẽ nói. Hay ở chapter 939, Luffy cũng đã thấy trước được các đường kiếm của tên Gifter. Thay vì chỉ cảm nhận những gì sẽ xảy ra bằng trực giác, người dùng Haki quan sát cấp cao có thể nhìn thấy trước một hình ảnh tinh thần chính xác về những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Trái ngược với Haki quan sát cấp độ cơ bản, Haki quan sát cấp cao không cần phải cảm nhận cảm xúc hay ý định của ai đó để có thể nhìn thấy trước được tương lai gần. Đối với những người sở hữu sức mạnh trái quỷ hệ Logia hoặc hệ Paramecia đặc biệt, có khả năng biến đổi hình dạng cơ thể, thì có thêm Haki quan sát cấp cao là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Điều này đã được chứng minh là một biện pháp đối phó hiệu quả với những kẻ địch có Haki vũ trang mạnh mẽ. Bằng Haki quan sát cấp cao, những nhân vật này có thể thấy trước các cuộc tấn công của đối thủ và nhanh chóng thay đổi hình dạng cơ thể để né tránh các đòn tấn công đó. Và Katakuri là một ví dụ điển hình nhất cho cách áp dụng chiến thuật này. Katakuri đã kết hợp khả năng nhìn thấy trước tương lai gần với trái quỷ đặc biệt hệ Paramecia của mình, trái Mochi Mochi no Mi. Katakuri có thể biến cơ thể thành Mochi trong hình dạng của một cái bánh donut hay một hình thù bất kỳ và dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Luffy. Luffy với Haki vũ trang của mình gần như không thể chạm vào cơ thể của Katakuri trong một khoảng thời gian. Dù vậy, khả năng nhìn trước tương lai gần của Haki quan sát cấp cao cũng có những giới hạn nhất định của nó. Không giống như Haki quan sát cấp độ cơ bản, để có thể sử dụng được khả năng nhìn thấy trước tương lai gần của Haki quan sát cấp cao, người dùng cần phải bình tĩnh và tập trung cao độ. Nếu không đủ sự tập trung cần thiết, người dùng Haki quan sát cấp cao sẽ không thể nhìn thấy trước tương lai gần. Trong buổi tiệc cưới của Sanji và Budin, Katakuri có thể nhìn thấy trước được việc Sanji né viên đạn mà người nhà Big Mom chuẩn bị sẵn nên đã lập tức quay sang tấn công Sanji. Tuy nhiên, Katakuri lại không thể tiếp tục nhìn thấy tương lai của đường đạn mà mình sắp bắn, nên hắn đã vô cùng kinh ngạc khi Sanji một lần nữa né được. Katakuri cũng chỉ có thể giải thích tương lai bằng cảm giác của mình. Khi nhìn thấy trước Budin bất ngờ khuỵu xuống khóc lóc, Katakuri đang ở quá xa, không thể nghe được nên cũng không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Giống như Haki vũ trang, Haki quan sát cũng có thể bị cạn kiệt nếu sử dụng quá nhiều. Có phải Katakuri là nhân vật đầu tiên mà chúng ta được nhìn thấy đã sử dụng khả năng nhìn trước được tương lai gần của Haki quan sát cấp cao? Thật bất ngờ với ai để ý, nhưng chính Luffy thân yêu của chúng ta mới là người đầu tiên mà chúng ta thấy. Đó là ngay tại trận chiến Marineford 2 năm trước, trong cuộc chạm trán với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracula Mihawk. Và khung tranh mà bạn đang thấy này chính là khoảnh khắc đó. Luffy cây cú vì bị Mihawk cản đường, cậu ta định tấn công Mihawk bằng Rihai. Nhưng dường như trong vô thức Luffy đã nhìn thấy trước được tương lai gần sẽ bị Mihawk chém đứt cánh tay nên cậu ta đã không tấn công. Chính Mihawk cũng đã ngạc nhiên và dành lời khen cho sự bình tĩnh này của Luffy. Điều đó có nghĩa ở trận chiến Marineford, Luffy không chỉ bộc phá Haki Bảo Vương trong vô thức mà cậu ta còn bộc phá cả Haki quan sát cấp cao nhìn trước được tương lai gần trong vô thức. Còn nhiều nhân vật mạnh mẽ trong One Piece có khả năng nhìn trước được tương lai gần giống như Luffy và Katakuri, có khi còn mạnh, còn kinh khủng hơn cả hai nhân vật này nữa. Nhưng tới lúc này, với những gì Oda đã tiết lộ thì có thể nói rằng Charlotte Katakuri là nhân vật sử dụng thần thuật kỹ năng này nhất. Và một phần sự nổi tiếng của Katakuri là nhờ vào kỹ năng nhìn trước được tương lai gần này. Katakuri đã đánh bại nhiều kẻ thù bằng Haki quan sát cấp cao của mình, nhưng có hai nhân vật vẫn bình an vô sự trước kỹ thuật này, đó chính là Sanji và Luffy. Trong chapter 986 mới nhất, có một chi tiết làm nhiều bạn đặt câu hỏi với sự nghi ngờ. Đó là Tứ Hoàng Kaido và ba Okanban có Haki quan sát cấp cao không? Tại sao lại để chiến bào kim đỏ đánh úp như vậy? Nói cho cùng thì nếu không giữ được bình tĩnh thì Haki quan sát sẽ không thể kích hoạt được. Đó là những gì Katakuri đã nói với Luffy, kết hợp với những gì tôi vừa nói trên. Trong khung tranh này của chapter 986 có thể thấy Tứ Hoàng Kaido và ba Okanban đang nhìn về phía trước chuẩn bị sư tử Momonosuke và hoàn toàn không chú ý phía sau, nói chung là chủ quan. Sự chủ quan này là chấp nhận được vì Kaido và ba Okanban đang ở ngay trên lãnh địa của mình, ngay bên trong lâu đài của chính mình, không ai nghĩ rằng sẽ có một cuộc tập kích sắp xảy ra. Vậy nên khi chiến bào kim đỏ ập vào, trong nhất thời Kaido cùng ba Okanban không thể nào giữ được sự bình tĩnh cần thiết để có thể sử dụng được Haki quan sát cả. Oda chưa tiết lộ và chúng ta cũng chưa thấy sức mạnh thật sự, nhưng khả năng cao Zack và Queen không có Haki quan sát cấp cao, còn King và Tứ Hoàng Kaido thì tôi nghĩ là có. Không lý gì trong bang hải tặc của một Tứ Hoàng lại không có ai sở hữu Haki quan sát cấp cao nhìn trước được tương lai gần cả. Vậy đặt giả sử King có Haki quan sát cấp cao thì tại sao lại để Izo bán rớt thanh kiếm? Có hai cách để giải thích cho điều này. Đầu tiên, có thể King chưa lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết để sử dụng Haki quan sát cấp cao. Thứ hai, vũ khí của Izo là một khẩu súng, có nghĩa vẫn có thể King đã thấy trước được phát súng mà Izo nhắm vào mình, nhưng phản xạ không đủ nhanh để né được phát bắn đó. Còn Tứ Hoàng Kaido thì chúng ta đã thấy nhân vật này đã hoảng sợ mất bình tĩnh như thế nào khi thấy chiến bào kim đỏ ập tới hấp dìm mình. Điều này có nghĩa giống như Tứ Hoàng Big Mom trong phút chốc yếu lòng đã bị thương dù chỉ là tác động nhỏ nhất. Tứ Hoàng Kaido cũng không thể sử dụng được Haki vũ trang cũng như Haki quan sát để chống đỡ. Phải chăng chỉ có như vậy thì chiến bào kim đỏ cùng với Luffy mới có thể làm bị thương, hạ gục được Tứ Hoàng Kaido bá thú, sinh vật mạnh nhất thế giới. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về Haki quan sát trong One Piece, các cấp độ, các dẫn chứng cụ thể. Có thể nó quá bình thường để chúng ta cần phải chú ý tới, nhưng từ những điều tưởng như bình thường này sẽ dẫn chúng ta tới những câu chuyện rất hay. Hy vọng các bạn thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.